Mến chào các em học sinh lớp 4 nha. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bài toán học lớp 4 cho mấy em. Nhưng trước khi vào bài mới thì hôm trước cuối bài quy đồng mẫu số các con số, thầy có một cái câu hỏi ở góc đố vui về toán học. Thì hôm nay thầy sẽ đưa ra cái đáp án để cho mấy em xem nha. Hôm trước thầy có một cái câu hỏi ở góc đố vui ở toán học ở bài trước. Câu hỏi đó như thế này: một cầu vồng có 7 màu, vậy ba chiếc cầu vồng sẽ có tổng bao nhiêu màu? Thì như mấy em biết thì mỗi cầu vồng chúng ta đều có 7 màu. Vậy thì ba chiếc cầu vồng sẽ có tổng bao nhiêu màu? Thì nếu như ba chiếc cầu vồng thì nó cũng vẫn là có 7 màu. Như vậy thì nếu như có thêm một chục chiếc cầu vồng đi nữa thì nó cũng vẫn là 7 màu. Như vậy thì chúng ta có đáp án là 7 màu. Đây chính là đáp án chính xác. Thầy cũng chúc mừng cho những bạn nào có comment cũng như bình luận đúng đáp án của thầy nha. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em bài quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo. Ở đây thầy có quy đồng mẫu số hai phân số. Ở đây chúng ta nhìn thấy là 7 phần 6 là phân số thứ nhất, phân số thứ hai là 5 phần 12. Thì ở tiết học trước các em đã quy đồng bằng cách là chúng ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất, chúng ta sẽ nhân cho mẫu số của phân số thứ hai là 12 và lấy 5 phần 12 này chúng ta sẽ nhân cho mẫu số của phân số. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta bằng một cách khác, nó sẽ nhanh hơn và gọn hơn, là mấy em thấy số 12 này mấy em sẽ chia hết cho 6 phải không? Thì 12 chia 6 này chúng ta sẽ đi lấy mẫu số chung của nó là 12. Như vậy thì chúng ta có mẫu số chung là 12, thì 12 chia 6 nó bằng 2, thì mấy em sẽ lấy 7 phần 6 này mấy em sẽ nhân cho 2 nha. Thì chúng ta sẽ lấy là 7 7 phần 6. Mấy em sẽ lấy 7 phần 6 này mấy em sẽ nhân cho 2 nha mấy em. Bằng 7 nhân 2 rồi 6 nhân 2 bằng. Ở đây chúng ta thấy là 7 nhân 2 chúng ta sẽ ra kết quả là 14. Và 6 nhân 2 sẽ ra kết quả là 12. Như vậy thì chúng ta thấy là 7 nhân 2 và 6 nhân 2 thì chúng ta sẽ có kết quả là 14 phần 12. Và ở đây chúng ta thấy là có mẫu số chung là 12. Ra mẫu số chung là 12, như vậy thì 5 phần 12 này chúng ta sẽ ghi một cái câu là và giữ nguyên phân số, và giữ nguyên phân số 5 phần 12 à, và giữ nguyên phân số và giữ nguyên phân số 5 phần 12. Tại vì chúng ta thấy là có mẫu số chung là 12, do đó chúng ta sẽ giữ nguyên phân số 5 phần 12 này. Thì đây là cách để quy đồng mẫu số hai phân số của bài học hôm nay. Chúng ta thấy cách hôm nay nó sẽ gọn và nhanh hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 1.
Bài tập số 1. Quy đồng mẫu số các phân số. Ở đây chúng ta có câu A, câu B và câu C. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi thực hiện câu A này trước. Nghe mấy em. Rồi, câu A này mấy em thấy ở đây là 7/9 và 2/3. Thì mấy em thấy 9 chia hết cho 3, phải không? Như vậy thì chúng ta có mẫu số chung của nó bằng 9. Vậy thì chúng ta thấy là mẫu số chung lúc này bằng 9. 9 chia 3 bằng 3. Thì chúng ta sẽ lấy 2/3 này, lấy cả tử số và mẫu số này, chúng ta nhân cho 3. Nha. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. 2/3 bằng. Rồi chúng ta sẽ lấy cái này nhân cho 2/3 này, chúng ta sẽ nhân cho 3. 2 nhân 3. 3 nhân 3. Bằng. Rồi chúng ta thấy là 2 nhân 3 chúng ta gặp 6. 3 nhân 3 chúng ta bằng 9. Vậy chúng ta có kết quả là 6/9. Như vậy, lúc này chúng ta thấy là nó ra cùng mẫu số. Phải không? Nó ra cùng mẫu số là bằng 9 ở đây. Vậy thì 7/9 này chúng ta sẽ giữ nguyên. Vậy chúng ta sẽ ghi cái câu là và giữ nguyên phân số 7/9. 7/9. Rồi, như vậy chúng ta xong một bài nữa nha mấy em. Vậy là chúng ta xong bài A của bài 1. Thấy không? Thì cách hôm nay nó sẽ gọn hơn ngày hôm qua. Là hôm qua chúng ta quy đồng cả hai. Bây giờ chúng ta chỉ cần quy đồng một phân số thôi. Và giữ nguyên một phân số. Chúng ta sang câu B. Mấy em thấy câu B lúc này là 20 chia hết cho 10. Thì 20 chia 10 bằng 2. Vậy chúng ta sẽ lấy 4/10 này chúng ta nhân 2. Và giữ nguyên phân số 11/20. Rồi làm như sau. 4/10 nhân 2. Thì ra 8/20. Và giữ nguyên phân số 11/20. Thì chúng ta đã thực hiện xong câu B. Chúng ta sang tiếp tục câu C. Câu C lúc này mấy em thấy là 29/25 và 16/75. 75 chúng ta chia hết cho 25 nha. 75 chia 25 thì chúng ta sẽ bằng 3. Vậy chúng ta lấy 9/25 này chúng ta nhân cho 3. 9/25 nhân 3 thì nó ra bằng là 27/75. Và giữ nguyên phân số 16/75. Vậy chúng ta đã thực hiện xong câu C của bài 1. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo, đó là bài 2. Bài 2 cũng yêu cầu chúng ta là quy đồng mẫu số các phân số. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 câu. Câu A, câu B, câu C, câu D, câu E và câu G. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từng câu một. Ở câu A, mấy em thấy là 12 và 7. Mẫu đó là 12 và mẫu phân số thứ nhất là 7. Mà 12 không chia hết cho 7, như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta không lấy mẫu số chung là 12 được. Do vậy, chúng ta sẽ thực hiện lại ở phần trước là chúng ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất. Nha. À, chúng ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất này. Chúng ta nhân cho mẫu số của phân số thứ hai. Được chưa mấy em? Rồi. Chúng ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân cho mẫu số của phân số thứ nhất. Thì đó chính là cái cách làm bài trước chúng ta đã thực hiện nha. Bài trước chúng ta đã thực hiện. Rồi chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta sẽ lấy 4/7, chúng ta nhân 12. Thì 4 x 12 ra 48, 7 x 12 ra 84. Và tiếp tục chúng ta lấy 5/12, chúng ta nhân cho 7. Thì nó ra bằng 38/84. Vậy mẫu số chung lúc này là 84. Vậy ta thực hiện xong câu A. Ta sang câu B.
Câu B. Rồi mấy em nhìn thấy câu B này chúng ta thấy là 24 chia hết cho 8. Thì 24 chia cho 8 bằng 3. Vậy chúng ta sẽ lấy 3 phần 8 này nhân 3 và giữ nguyên phân số 19 phần 24. Rồi chúng ta lấy 3 phần 8 nhân 3 thì ra 9 phần 24 và giữ nguyên phân số 9 phần 24. Chúng ta sang câu C. Câu C lúc này là 21 phần 22 và 7 phần 11. Thì ta thấy 22 chia hết cho 11. Thì 22 chia 11 bằng 2. Vậy chúng ta sẽ lấy 7 phần 11 này chúng ta nhân 2 và giữ nguyên phân số 21 bằng 22. Rồi vậy chúng ta sẽ lấy 7 phần 11 nhân 2 thì nó ra bằng 18 phần 22 và giữ nguyên phân số 21 phần 22. Ta thực hiện xong câu C. Chúng ta tiếp tục sang câu D của bài tập số 2. Ở đây mấy em thấy là 8 phần 15 và 11 phần 16. Thì 16 không chia hết cho 15. Thì chúng ta không lấy mẫu số chung là 16 được. Do vậy chúng ta sẽ quy đồng cả hai phân số. Đó là chúng ta lấy 8 phần 15 chúng ta nhân cho 16. Và lấy 11 phần 16 chúng ta sẽ nhân cho 15 nha mấy em. Rồi chúng ta sẽ thực hiện như sau. 8 phần 15 chúng ta sẽ nhân cho 16 sẽ ra kết quả là 128 phần 240 và 11 phần 16 chúng ta sẽ nhân cho 15 thì nó sẽ có kết quả là 165 phần 240. Như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong câu D của bài tập số 2. Câu E này chúng ta sẽ thấy là 100 chia hết cho 25. 100 chia 25 chúng ta bằng 4. Vậy chúng ta sẽ lấy 4 phần 25 này nhân 4 và giữ nguyên phân số 7 phần 100. Rồi chúng ta lấy 4 phần 24 nhân 4 bằng 16 phần 100 và giữ nguyên phân số 72 phần 100. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu G. Câu G lúc này chúng ta xét thấy là 60 chia hết cho 5. Nha. 60 chia cho 5 chúng ta thấy là bằng 12. Vậy chúng ta lấy 4 phần 5 này chúng ta sẽ nhân cho 12 và giữ nguyên phân số 17 phần 60. Rồi 4 phần 5 nhân cho 12 ra bằng 48 phần 60 và giữ nguyên phân số 17 phần 60. Vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2. Sang bài 3. Bài 3. Viết các phân số lần lượt bằng 5 phần 6, 9 phần 8 và có mẫu số chung là 24. Ở đây chúng ta chú ý nha mấy em là mẫu số chung của nó bằng 24 nha. Như vậy thì chúng ta sẽ viết phân số 5 phần 6 này trở thành mẫu số có mẫu là 24 và phân số này 9 phần 8 này cũng có mẫu là 24. Rồi. Ở đây mấy em thấy là 24 mẫu là 24. Mà 24 chia hết cho 6. Phải không em? Và 24 cũng chia hết cho 8. 24 chia cho 24 chia 6 này nó sẽ ra kết quả là bằng 4. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 5 phần 6 này chúng ta sẽ nhân cho 4. Nha. Được chưa? Đó. Rồi còn 24 chia 8 thì nó bằng 3. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 9 phần 8 này chúng ta sẽ nhân cho 3. À, rồi như vậy chúng ta thực hiện như sau. Rồi chúng ta lấy 5 phần 6 chúng ta nhân cho 4. Ra bằng 20 phần 24. Vậy chúng ta có mẫu số chung của nó là 24. Rồi mấy em. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy 9 phần 8. Chúng ta sẽ nhân cho 3. Ra kết quả là 27 phần 24. Như vậy thì chúng ta đã đáp ứng được yêu cầu của đề bài là mẫu là 24, mẫu số chung là 24. Vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 3. Đến góc đố vui của hôm nay, thầy có một câu đố vui như sau. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30 mét.
có một bụi cỏ cách gốc cây 31 mét. Đố bạn, làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? Thì đây là câu đố mẹo nghe các em. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30 mét, có một bụi cỏ cách gốc cây 31 mét. Đố bạn, làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? Thì mấy em sẽ trả lời bằng cách comment và bình luận ở phía bên dưới giúp thầy nha. Đây là câu đố mẹo đó mấy em. Chúc mấy em trả lời chính xác câu hỏi ở góc đố vui của thầy. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em lần sau nha. Bye bye.